Đây là biểu đồ hóa đơn tiền điện của gia đình chị Nghĩa. Mùa nắng nóng, tiền điện tháng sau luôn cao gấp rưỡi đến gấp đôi tháng trước. Trung bình 6 tháng trước thì nó chỉ có rơi vào khoảng 1,8 triệu thôi. Nhưng mà đến tháng 5 này rơi vào tận 3 triệu bốt thì so với những tháng trước là gấp đôi đấy. Và nó gây cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái tổng chi tiêu của gia đình em. Đây là cách tiết kiệm điện một cách hợp pháp từ công ty điện lực và cung cấp năng lượng cho ngôi nhà của bạn. Trong mùa hè này, đây là một thiết bị mang tính cách mạng, giảm chi phí năng lượng xuống 35% mà không làm giảm điện. Chỉ cần cắm nó bất kỳ ổ điện nào trong nhà và nó sẽ tự động tối ưu hóa việc tiêu thụ năng lượng của bạn. Nó làm điều này bằng nguyên tắc của cụm Tesla. Gửi điện dư thừa trở lại và lưu trữ nó để không xuất hiện thêm hóa đơn điện của bạn và không gây hại cho thiết bị gia dụng của bạn. Hàng ngàn người đã sử dụng nó và hưởng lợi từ số tiền tiết kiệm lớn. Trong hôm nay giảm giá 50% cho 100 khách hàng nhanh tay nhất. Mau chóng đặt hàng để nhận ưu đãi ngay thôi nào.